Dầu mỏ, một trong những tài nguyên quan trọng nhất mà loài người đã và đang khai thác, có thể được ví như máu của nhiều ngành công nghiệp và năng lượng. Dù đã có những nỗ lực giảm tầm quan trọng của dầu mỏ từ con người, nhưng cho đến nay dầu mỏ vẫn được khai thác và sử dụng rộng rãi, và mỗi biến động của giá dầu và các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ như xăng, dầu diesel luôn có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của chúng ta. Hãy tưởng tượng sự thỏa mãn của bạn khi mới đổ xăng đầy bình hôm qua và nghe tin hôm nay giá xăng tăng 2.000 đồng mỗi lít, hoặc ngược lại. Vậy thì dầu mỏ có liên quan gì đến khủng long? Liên quan là bởi, có hẳn một truyền thuyết được lưu truyền từ rất lâu nói rằng dầu mỏ hay nhiên liệu hóa thạch có nguồn gốc từ những sinh vật hóa thạch, mà điển hình của điển hình trong số những sinh vật hóa thạch thường được nhắc đến trong truyền thông chính là khủng long. Truyền thuyết này khởi phát từ rất lâu trước khi mạng Internet ra đời, và đến khi mạng Internet trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, nó lại càng được lan truyền mạnh mẽ hơn dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như các meme. Bạn có thể đã hơn một lần thấy một meme trong đó, người ta chèn hình những con khủng long đồ chơi bằng nhựa sặc sỡ đủ màu và nói rằng chúng được làm từ nhựa plastic. Nhựa plastic lại có nguồn gốc từ dầu mỏ lại có nguồn gốc từ khủng long. Vậy chẳng phải khủng long nhựa chính là khủng long thật hay sao? Nghe có vẻ cũng hợp lý. Vậy thì thực hư đằng sau truyền thuyết ấy như thế nào? Nó có đúng hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Dầu mỏ cùng với than đá và khí thiên nhiên cùng nhau được gọi là nhiên liệu hóa thạch. Chúng được tạo thành bởi quá trình phân hủy kỵ khí của các sinh vật thời cổ đại bị chôn vùi sau khi chết. Các nguyên liệu này chứa hàm lượng carbon và hydrocarbon cao. Nguồn gốc của thuật ngữ nhiên liệu hóa thạch bắt nguồn từ chữ fossil fuel trong tiếng Anh. Theo từ điển Oxford, ban đầu thì từ fossil không có nghĩa là hóa thạch như chúng ta hiểu bây giờ, tức là di tích hay di thể của những sinh vật cổ đại được tìm thấy trong lòng đất, mà theo nguồn gốc Latin của nó, fossil là một tính từ dùng để chỉ những khoáng chất hay vật được tạo thành từ khoáng chất mà con người đào lên từ trong lòng đất. Phải đến thế kỷ thứ 18 thì từ fossil mới dần dần được dùng để chỉ xác của những sinh vật được bảo quản trong đá. Như vậy, ban đầu từ fossil fuel có nghĩa là những nhiên liệu được đào lên từ trong lòng đất, chứ không hẳn là nhiên liệu hóa thạch như cách chúng ta vẫn dịch thuật ngữ này hiện nay. Tuy nhiên, khi việc phát hiện ra hóa thạch của các sinh vật cổ đại trở nên phổ biến, đồng thời ngành nghiên cứu về các sinh vật cổ đại thông qua hóa thạch của chúng, như chúng ta vẫn gọi là cổ sinh vật học ra đời, điều này đã dẫn đến một hiểu lầm tai hại. Khủng long luôn nằm trong số những hóa thạch nổi tiếng nhất, và gần như khi nói đến hóa thạch thì một người bình thường sẽ nghĩ đến khủng long. Và thuật ngữ nhiên liệu hóa thạch trong tiếng Việt hay fossil fuel trong tiếng Anh sẽ ngay lập tức thiết lập một mối liên tưởng nhất định giữa những sự vật nằm trong định nghĩa của thuật ngữ này và khủng long. Mọi thứ càng được đẩy đi xa hơn khi một số công ty ứng dụng mối liên hệ này vào hoạt động xây dựng thương hiệu của họ, mà tiêu biểu nhất chính là công ty xăng dầu Sinclair của Mỹ. Vào thập niên 1930, Sinclair bắt đầu sử dụng hình ảnh của khủng long trên bao bì sản phẩm của mình, đặc biệt là chi khủng long cổ dài Brontosaurus. Chiến dịch tiếp thị này nhanh chóng nhận được sự tán thưởng và yêu thích từ người tiêu dùng. Năm 1933, hãng này lại có một chiến dịch quảng cáo thành công khi tài trợ cho một loạt mô hình khủng long trưng bày tại Hội chợ Thế giới ở Chicago, thu hút đến 16 triệu lượt khách tham quan và tạo ra một hiệu ứng tiếp thị khổng lồ. Họ còn nhấn mạnh mối quan hệ giữa khủng long và dầu mỏ trong các tài liệu tiếp thị khác, chẳng hạn như Sinclair Dinosaur Book xuất bản vào năm 1934. Sau thành công này thì khủng long trở thành biểu tượng vĩnh viễn của Sinclair, và cho đến tận ngày nay bạn vẫn có thể thấy những chú khủng long xanh hiện diện tại các trạm xăng mang thương hiệu của Sinclair. Điều này đã khắc sâu vào tâm trí công chúng ý niệm về mối liên hệ giữa khủng long với dầu mỏ. Những liên hệ sai lầm kiểu như dầu mỏ là nhiên liệu hóa thạch, hầu hết dầu mỏ lại hình thành trong thời đại khủng long, mà khủng long lại là hóa thạch, để hóa ra dầu mỏ chính là khủng long, cuối cùng đã dẫn đến truyền thuyết mà nhiều người trong chúng ta biết và đồn đại cho đến tận ngày nay. Về cơ bản, dầu mỏ là một hỗn hợp hóa chất hữu cơ ở thể lỏng đậm đặc, phần lớn là những hợp chất của hydrocarbon. Dầu được hình thành khi số lượng lớn sinh vật chết, thường là động vật phù du và tảo, được chôn dưới đá trầm tích và chịu nhiệt độ lẫn áp suất cao. Sự sống trên trái đất đã có lịch sử hàng tỷ năm và đã có vô số sinh vật chết đi, trong đó có cả khủng long. Về lý thuyết thì bất kỳ sinh vật nào chết đi, kể cả khủng long và con người cũng có thể tạo thành dầu mỏ. Nhưng không phải sinh vật nào chết đi cũng có thể hình thành dầu mỏ, bởi vì để hình thành dầu mỏ cần phải có những điều kiện rất đặc biệt. Những điều kiện đó bao gồm: thứ nhất là nguồn vật liệu hữu cơ. Dầu mỏ được hình thành từ sự phân hủy của các sinh vật cổ đại như động vật phù du và tảo biển. Các sinh vật này phải tích tụ với số lượng rất lớn. Thứ hai, môi trường nghiêm khí.
Các vật liệu hữu cơ cần được chôn vùi nhanh chóng dưới các lớp trầm tích để ngăn chặn sự phân hủy hiếu khí. Điều này thường xảy ra ở các đáy biển hoặc đáy hồ, nơi có ít hoặc không có oxy hòa tan. Thứ ba, áp suất và nhiệt độ cao. Các lớp trầm tích phải chịu áp suất và nhiệt độ cao trong thời gian dài, đến hàng triệu năm. Áp suất và nhiệt độ này giúp biến đổi vật liệu hữu cơ thành các hydrocarbon, bao gồm dầu mỏ và khí tự nhiên. Thứ tư, lưu vực trầm tích. Các khu vực có lưu vực trầm tích lớn như các bể trầm tích là nơi lý tưởng cho sự tích tụ và bảo quản của các vật liệu hữu cơ. Thứ năm và cũng là điều kiện cuối cùng, thời gian. Quá trình hình thành dầu mỏ diễn ra qua hàng triệu năm, thời gian này cho phép các phản ứng hóa học cần thiết xảy ra để biến đổi vật liệu hữu cơ thành dầu mỏ. Vậy tại sao khủng long không thể trở thành dầu mỏ? Thứ nhất, khủng long không ở đúng chỗ để hình thành dầu mỏ. Chúng là những động vật sống trên cạn, trong khi đó điều kiện lý tưởng nhất để hình thành dầu mỏ thường ở dưới đáy biển hoặc đáy hồ, nơi có nồng độ oxy rất thấp, ngăn chặn các vi khuẩn hiếu khí và tạo thuận lợi cho vi khuẩn kỵ khí hoạt động. Trong khi đó thì các sinh vật trên cạn khi chết đi thì vật chất hữu cơ trên cơ thể chúng sẽ phân hủy rất nhanh trước khi bị chôn vùi bởi các lớp trầm tích. Vì thế hầu hết hóa thạch mà chúng ta tìm thấy chỉ có xương và xương. Hóa thạch của các bộ phận có nguồn gốc hữu cơ như da, lông hay mô mềm rất hiếm. Thứ hai, không có đủ khủng long để tạo ra dầu mỏ mà chúng ta đang dùng. Để tạo ra dầu mỏ thì chúng ta cần có sự tích tụ dày đặc của vật chất hữu cơ. Trong trường hợp một con khủng long có đủ may mắn hoặc là đủ xui xẻo để chìm xuống đáy biển hoặc đáy hồ, nơi sự phân hủy hiếu khí không diễn ra, có thể vật chất hữu cơ trong thân xác chúng sẽ trở thành một phần của mỏ dầu thô mà chúng ta đang khai thác ngày nay, nhưng chỉ với một tỷ lệ rất ít. Chỉ có sự tích tụ của các sinh vật phù du và tảo biển mới đủ để tạo ra các mỏ dầu cho chúng ta sử dụng. Chẳng hạn nha, một lít xăng với giá chưa đến 22.000 mà bạn đang đổ vào xe chạy hàng ngày, tương đương 23,5 tấn vật chất hữu cơ cổ đại lắng động trên biển. Như vậy, toàn bộ vật chất hữu cơ trong người một con Argentinosaurus nếu được dùng để tạo ra dầu mỏ thì chỉ đủ vài 3 lít xăng cho bạn chạy, có khi còn chưa đủ đầy bình nữa. Trên thực tế thì theo Dynomin đọc được, đã có một số phát hiện chẳng hạn như xương khủng long hay động vật sống cùng thời với khủng long được tìm thấy ở mỏ dầu, nhưng rất hiếm gặp. Một chút dầu thô nào đó có thể hình thành từ xác của những sinh vật này, nhưng không đáng kể so với những gì mà sinh vật phù du và tảo biển mang lại. Thứ ba, như đã nói, hầu hết mỏ dầu đang được khai thác hiện nay hình thành trong thời đại khủng long, nhưng vẫn luôn có những mỏ dầu mới được hình thành, bởi luôn có những sinh vật phù du chết đi, chìm xuống đáy biển và bị chôn vùi dưới các lớp trầm tích. Chẳng hạn như mỏ dầu có niên đại trẻ nhất thế giới hiện nay được tìm thấy ở hóm trả Uzon ở Nga, có niên đại chỉ khoảng 1.000 năm, do đó không hề liên quan gì đến khủng long phi điều đã tuyệt chủng 66 triệu năm trước. Như vậy, dầu mỏ không đến từ khủng long và khủng long đồ chơi gần như không có liên hệ gì với khủng long thật. Toàn bộ những meme mà bạn thấy về mối liên hệ này đã có thể cho lùi vào dĩ vãng mãi mãi được rồi. Tuy nhiên nếu bạn đang sở hữu một món đồ chơi có hình một sinh vật phù du bằng nhựa plastic chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể tự hào nói rằng, đấy, món đồ chơi này được làm từ sinh vật phù du thật 100%. Video này cũng nhằm nói lên rằng, đừng quá tin những gì được chia sẻ trên mạng Internet vì chúng đến từ một tài khoản mạng xã hội có nhiều người theo dõi và nghe có vẻ thú vị. Hãy cẩn thận với những thông tin được gọi là fact hay sự thật mà bạn nên biết, bởi chúng có thể khiến bạn hiểu sai về những sự vật xung quanh bạn, thay vì giúp bạn hiểu biết hơn về chúng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.